hôm nay Peppa và George đi mua sắm. Peppa và George thích đi mua sắm. George thích ngồi trên chiếc xe đẩy. Và Peppa cũng vậy. Mẹ ơi, con có thể ngồi trên xe đẩy được không? Bây giờ con lớn quá rồi Peppa. Nhưng con có thể phụ giúp mua sắm. Hay quá này. Chúng ta có 4 món trên danh sách này. Cà chua, mì ống nè, hành tây và trái cây. Con sẽ tìm được hết. Miếng này. Peppa và George rất thích đi mua sắm. Peppa, trước tiên chúng ta cần cà chua. Con thấy rồi, con thấy rồi. Những trái cà chua đang ở đây nè mẹ. Giỏi lắm Peppa. 1, 2, 3, 4. Bây giờ bỏ chúng vào xe đẩy đi. Con tìm thấy cà chua rồi. Giỏi lắm Peppa. Cà chua đã có rồi. Vậy là xong được một món nè. Tiếp theo là gì ta? Mì ống. Thì ống. Đúng rồi cho. Nhưng mà con phải nói là mì ống. Thì ống. Mì ống chính là món mà Peppa và George thích nhất. Không biết mì ống ở đâu ta? Con nhìn thấy nó rồi, nó ở đằng kia. Mì ống. Mẹ ơi, đây là mì ống. Giỏi lắm Peppa. Bỏ bông mì đó vô xe đẩy đi con. Dạ thưa mẹ. Ê, chót, em phải nói là mì ống, biết chưa? Ê, Tiếp theo là đến món gì Peppa? Khoai chiên không có trong danh sách. Ở nhà còn nhiều khoai chiên lắm Peppa. Con đoán lần nữa đi. Con không đoán được ba ơi. Con có nhớ hay không chó? Không nhầm. Khủng long sao? Chó. Ở trong siêu thị làm gì có khủng long đâu. Không chó. Thứ tiếp theo trong danh sách này là hành tây. Hành tây. Con đã nhớ ra rồi. Nó ở đây. Giỏi lắm. 1, 2, 3, 4. Hành tây. Con giỏi lắm. Hình như chúng ta đã đủ mọi thứ trong danh sách. Còn một thứ cuối cùng trong danh sách thôi. Cái cây. Nó có trên danh sách không? Không cho. Thứ cuối cùng trên danh sách là trái cây. Không sao đâu chót. Con có thể chọn trái cây mà. Trái cây ở đâu ta? Ở bên kia kìa. Ở đây có táo và cam, chuối và một trái dưa hấu rất lớn. Chọn trái nào đây hả chót? Táo nha. Cam không. Hay là chuối? Trái dưa hấu. Đây là quầy thu ngân để trả tiền cho những thứ đã mua. Cà chua, mì ý, hành tây, dưa hấu, bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la, nó có trên danh sách không? Peppa, có phải là con đặt bánh sô-cô-la vô trong xe không vậy? Dạ không mẹ. George, có phải con đặt bánh sô-cô-la vô xe không? Dạ không. Nhưng mẹ cũng không đặt nó vào mà. Nhưng là ai vậy? Anh nghĩ chúng ta cần đến món tráng miệng. Là anh hả? Thì ra là bà hả? Bà xin lỗi, nhưng mà nhìn nó ngon quá đúng không? Đúng là nhìn nó rất ngon. Cứ coi như là nó có trong danh sách đi. Tráng chưa xà. Hoa hô. Hoa hô.